Chúng ta học về nhóm lệnh chuyển điều khiển. Lệnh chuyển điều khiển của vi xử lý được thiết kế nhằm giúp người lập trình có thể tạo ra những cái cấu trúc chương trình theo ý muốn. Tức là bình thường chúng ta biết là chương trình hoạt động theo cái trình tự hết lệnh này đến lệnh kia. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp thì chúng ta cần phải chuyển điều khiển đến những cái đoạn lệnh khác nhau. Và cái việc chuyển điều khiển này thật ra nó rất là quan trọng, là vì trong chương trình máy tính thì ta biết là đôi khi không phải tất cả những lệnh đều phải được thực hiện một cái tuần tự, mà có khi là chúng ta muốn là khi thì thực hiện lệnh này, khi thì thực hiện lệnh khác. Thì trong ngôn ngữ cấp cao thì chúng ta có những cái lệnh như là lệnh if, else, hoặc là lệnh switch case, hoặc là thậm chí vòng lặp. Về cơ bản thì vòng lặp cũng chính là cơ chế chuyển điều khiển. Vậy với các cái lệnh chuyển điều khiển ở đây thì chúng ta có thể tạo ra các cái rẽ nhánh trong chương trình tương tự như lệnh điều khiển, lệnh chọn lựa hoặc là các lệnh vòng lặp. Và lát nữa đây trong phần minh họa phía sau thì sau khi khi mà giới thiệu về các lệnh chuyển điều khiển thì chúng ta sẽ giới thiệu về các cái mẫu cấu trúc chương trình mà nó phỏng theo các cái cấu trúc của ngôn ngữ lập trình cấp cao. Để khi mà chúng ta đã lập trình quen bằng ngôn ngữ cấp cao, các em muốn chuyển sang hợp ngữ đó, thì chúng ta có thể sử dụng các cái mẫu đó để chúng ta viết chương trình cho cách nhanh chóng. Thì về mặt tổng quan thì các lệnh chuyển điều khiển trong bộ vi xử lý thì gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất ta gọi là lệnh chuyển điều khiển không điều kiện, unconditional control. Và loại thứ hai là chuyển điều khiển có điều kiện. Chuyển điều khiển có điều kiện có nghĩa là cái lệnh chuyển điều khiển đó nó chỉ được thực hiện khi một cái điều kiện nào đó xảy ra. Và thường các cái điều kiện đó thì nó được sẽ được thể hiện trên các cờ. Nếu chúng ta trình bày nhóm lệnh thứ nhất, lệnh nhảy không điều kiện. Thì lệnh nhảy không điều kiện thuộc nhóm lệnh chuyển điều khiển không điều kiện. Và dạng lệnh rất là đơn giản, chúng ta chỉ ghi là jump và địa chỉ đích. Trong đó người ta yêu cầu địa chỉ đích thì nó chỉ được dùng chính xác một lần, chỉ được sử dụng một lần ở trong chương trình. Như vậy nếu như chúng ta có hai đoạn chương trình mà giống nhau, trong hai đoạn chương trình đó có sử dụng một cái tên nhãn, thì khi chúng ta copy đoạn chương trình cho lần thứ hai thì chúng ta bắt buộc phải đổi tên cái nhãn đó. Thì nhóm lệnh thứ hai là nhóm lệnh chuyển điều khiển theo điều kiện. Thì đây có thể là nói là cái nhóm mà rất là nhiều và lệnh ở đây. Và chúng ta có một số lưu ý. Thứ nhất đó là lệnh này thì không có cấu trúc tương đương ở trong ngôn ngữ cấp cao, ngôn ngữ lập trình cấp cao. Ngoài ra khi sử dụng các cái lệnh chuyển điều khiển theo điều kiện này đó, thì chúng ta lưu ý là nó luôn luôn gồm hai bước. Bước thứ nhất, chúng ta luôn luôn có cái lệnh kiểm tra một cái điều kiện nào đó. Thì cái điều kiện đó, cái lệnh mà chúng ta kiểm tra điều kiện thì thường chúng ta sử dụng là lệnh so sánh, hoặc đôi khi chúng ta có lệnh test. Chúng ta còn nhớ lệnh test là lệnh lệnh end nhưng mà là không không làm thay đổi cái giá trị toán hạn nguồn. Sau khi chúng ta test và sau khi có so sánh xong thì cái kết quả so sánh đó sẽ phản ứng trên các cờ, và chúng ta sẽ viết lệnh nhảy tùy thuộc vào cái giá trị cờ mà chúng ta quan tâm. Thì do chúng ta có nhiều cờ cho nên lát nữa chúng ta sẽ thấy là cái nhóm lệnh nhảy này nó có rất nhiều dạng, tùy thuộc vào cái cờ mà chúng ta xét. Về phân nhóm thì các lệnh nhảy theo điều kiện thì có thể thành phân thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là lệnh nhảy dựa trên giá trị của một cái cờ nào đó. Đây là cái nhóm mà lát nữa chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều lệnh. Cái loại thứ hai là nhảy dựa trên giá trị của thanh vi CX. Chúng ta sẽ nói CX nói chung, trong thực tế thì chúng ta có thể xét điều kiện dựa theo ECX hoặc là LCX tùy theo giá trị so sánh, đó là 16, 32 hoặc là 64 bit. Ngoài ra chúng ta có những cái lệnh nhảy dựa trên cái phép so sánh các số có dấu và lệnh nhảy dựa trên phép so sánh các số không dấu. Trước khi nói về lệnh nhảy thì chúng ta phải nói về lệnh so sánh trước. Là vì như lúc nãy ta đã nói, lệnh nhảy thì nó gồm một cái quá trình gồm hai bước. Bước thứ nhất là bước so sánh và bước thứ hai là bước kiểm tra giá trị của các cờ để quyết định nhảy. Thì lệnh so sánh gồm hai toán hạn, tương tự như các lệnh hai toán hạn khác. Chúng ta cũng có toán hạn nguồn và toán hạn đích. Toán hạn này thì phải cùng kiểu, và giá trị toán hạn thứ nhất thì không được phép là giá trị tức thời.
Thí dụ ở đây chúng ta có cái lệnh so sánh là IAX với 10 chẳng hạn. Và chúng ta viết như vậy tức là nhảy nếu nhỏ hơn. Nhảy nếu nhỏ hơn có nghĩa là cái lệnh này nó diễn dịch ra giống như ngôn ngữ cấp cao á, tức là chúng ta nói là nếu EAX mà nhỏ hơn 10, nhỏ hơn 10 thì nhảy đến nhãn này. GB tức là G jump if below. Đây có một lưu ý đối với những trường hợp mà chúng ta đi so sánh giá trị của thanh ghi với số 0, tức là ta kiểm tra xem thanh ghi có bằng 0 hay không á, thì thay vì chúng ta viết CMP thanh ghi với lại zero thì chúng ta có thể viết bằng cách sử dụng or. Vì chúng ta biết là khi or hai cái giá trị mà giá trị là bằng 0, khi or với nhau thì kết quả bằng 0, và khi kết quả bằng 0 thì cờ zero sẽ bật lên. Như vậy cái này nó cũng tương đương với cái việc là chúng ta đi so sánh ECX với zero. Thí dụ ở đây tôi kiểm tra xem là ECX có bằng 0 hay không, thì thay vì là viết CMP ECX với zero thì tôi viết or ECX với ECX. Và lệnh nhảy thì ta ghi là GZ, là nhảy nếu bằng 0. À, bây giờ bắt đầu chúng ta bắt đầu nói giới thiệu về các lệnh nhảy dựa trên giá trị của cờ. Bây giờ chúng ta chuyển sang nói về các lệnh nhảy dựa trên giá trị của cờ. Thì chúng ta có những cái cờ để kiểm tra, đó là cờ 0, cờ C, cờ O, cờ S và cờ P. Mỗi trường hợp như vậy đó thì chúng ta thấy lệnh nhảy nó luôn luôn thiết kế hai dạng ngược nhau để tùy theo ngữ cảnh chúng ta viết phát biểu cho nó tiện mà chúng ta sử dụng. Tôi lấy ví dụ như cờ 0 chẳng hạn thì chúng ta có lệnh GZ nhảy nếu bằng 0. Ngược lại với GZ là GNZ nhảy nếu không bằng 0. Nhảy nếu cờ nhớ bằng 1, GC. Mà ngược lại là GNC tức là jump if not carry. Hoặc là GO thì chúng ta có GNO, jump if overflow, hoặc là jump if not overflow. GS hoặc là GNS tương tự, và GP hoặc là GNP. Trong đây thì chúng ta có đặc biệt là cái trường hợp G kiểm tra 0, jump if 0, nhảy nếu bằng 0. Thì bản chất của chuyện nhảy nếu bằng 0 đó là chúng ta làm thực hiện so sánh hai toán hạng. Nếu như hai toán hạng đó bằng nhau thì cờ 0 sẽ bật lên. Thế thì khi chúng ta so sánh xem hai cái toán hạng đó có bằng nhau hay không á, thì bộ vi xử lý sẽ đi trừ hai toán hạng. Đi trừ, và khi nó trừ chứ thì kết quả bằng 0 thì cờ 0 cũng bật lên. Cho nên cái việc mà kiểm tra xem là có bằng 0 hay không thì nó cũng tương đương với việc là kiểm tra xem hai toán hạng có bằng nhau hay không. Thành ra là riêng trường hợp 0 thì chúng ta có hai lệnh, một là GZ, hai là GE. GZ tức là kiểm tra xem có bằng 0 hay không, và GE tức là kiểm tra xem có bằng nhau hay không. Chúng ta lấy một ví dụ ở đây, từ lệnh ở trên, từ lệnh nhảy lúc nãy thì tôi có thể đề xuất một cái mẫu dạng lệnh lặp. Và cái dạng lặp này là dạng lặp xác định, tức là chúng ta biết trước lặp bao nhiêu lần. Thì bản chất của lệnh lặp chúng ta biết là lệnh nhảy, tức là ở đây chúng ta thực hiện một loạt các cái lệnh nào đó, sau đó nếu vẫn còn thỏa điều kiện lặp thì chương trình sẽ vòng lên. Và cái số lần lặp này là chúng ta sẽ kiểm soát trong thanh ghi CX. Thí dụ ở đây tôi cho CX có giá trị là số lần lặp. Rồi chúng ta viết nhãn lặp. Nhãn lặp là cái nơi mà chúng ta bắt đầu lệnh lặp, thực hiện các lệnh. Sau khi thực hiện lệnh xong thì ta giảm CX. Rồi kiểm tra xem CX có bằng 0 hay không. Nếu chưa bằng 0 thì lặp lại. Thực ra thì chúng ta đã biết lệnh loop rồi. Các em có thể dùng ngay lệnh loop. Tuy nhiên nếu mà chúng ta vẫn chưa quen với lệnh loop thì chúng ta có thể dùng cái dạng này. Và dạng này thì người ta viết một cách tường minh. Trong lệnh loop thì cách mà giảm CX thì vòng lặp sẽ thực hiện tự động. Tuy nhiên đây là một cái diễn đạt để chúng ta thấy rõ cái hoạt động của lệnh loop, tức là giá trị CX được giảm đi sau mỗi lần lặp, và nếu thấy vẫn còn khác không thì tiếp tục nhảy lên trên để lặp lại. Đoạn chương trình bên phải là một cái mẫu chúng ta sử dụng lệnh lặp để chúng ta duyệt một cái mảng. Và trong trường hợp này mảng người ta sử dụng là mảng byte, tôi định nghĩa là B array, và giá trị của các phần tử được khởi tạo là 10, 20, 30, vân vân. Sau mảng thì tôi định nghĩa một biến, một cái hằng chứa chiều dài. Và hằng được tính bằng công thức như chúng ta đã biết.
Thế thì ở đây cũng xem như cái mẫu để chúng ta biết cách thức duyệt một mảng, duyệt một dãy các phần tử giá trị giống nhau. Tức là đầu tiên tôi sẽ lấy B-Array chúng ta chép vào trong ESI. Chúng ta khởi tạo giá trị cho biến biến lập CX. Và chúng ta thực hiện cái lệnh mà chúng ta muốn tính toán ở đây. Rồi sau đó thì tăng ESI lên. Cái việc tăng ESI này nó tương đương với là chúng ta trỏ đến cái phần tử kế tiếp trong mảng này. Sau đó là giảm CX và kiểm tra điều kiện để tiếp tục lập. Thì cái mẫu này thì thật ra trong cái bài tập trước là chúng ta đã làm và chúng ta sử dụng thẳng vòng lặp. Chúng ta nói về dạng lệnh nhảy dựa trên giá trị của CX. Thì trong nhóm này chúng ta có hai lệnh tùy thuộc vào cái giá trị mà chúng ta so sánh là CX hay là ECX. Nếu là CX thì chúng ta ghi là GCXS và nếu là ECX thì ghi là GECXS. Nếu CX bằng 0 thì chương trình sẽ chuyển điều khiển đến đến một cái đoạn chương trình khác. Thí dụ đây là một cái vòng lặp giống như lúc nãy ta đã làm. Tuy nhiên ở đây chúng ta có kiểm tra điều kiện của CX. Nếu như CX bằng 0 rồi thì chúng ta sẽ không thực hiện vòng lặp nữa mà chúng ta chuyển chuyển đến nhãn bắt đầu đoạn kế tiếp sau vòng lặp. Và nếu như CX khác 0, như vậy là chúng ta sẽ thực hiện vòng lặp này. Vì chúng ta nói về nhóm lệnh so sánh. Rồi chúng ta nói về các lệnh nhảy dựa trên phép so sánh các số không dấu. Thì chúng ta có những cái dạng lệnh nhảy dựa trên cờ 0, cờ C. Chỉ có cờ 0 và cờ C thôi. Tuy nhiên là với cách phát biểu thì chúng ta sẽ có khá nhiều cách viết lệnh. Thí dụ như là chúng ta có GE hoặc là GZ. Thì cái này chúng ta đã thấy ở trong cái phần lệnh nhảy dựa trên cờ. Nên trong trường hợp hai cái giá trị đó bằng nhau. Nhảy nếu lớn hơn chúng ta dùng GA. Và ngược lại, cái phát biểu ngược lại của GA đó là GNB, nhảy nếu không nhỏ hơn. Thực ra hai lệnh này là ý nghĩa như nhau. Tuy nhiên do cái cách mà chúng ta diễn đạt thì chúng ta viết cách nào cũng được, GA hoặc là GNB. Nhảy nếu nếu lớn hơn là nhảy nếu như không nhỏ hơn hoặc bằng. Hai cái này tương đương với nhau. Và trong trường hợp này thì người ta đều kiểm tra cờ cờ C và cờ Z. GAE tức là nhảy nếu lớn hơn hoặc bằng. Và ngược lại với GAE, cái cách phát biểu khác của lớn hơn bằng đó là nhảy nếu không nhỏ hơn. GB tức là nhảy nếu nhỏ hơn. GNAE tức là nhảy nếu không lớn hơn hoặc bằng. Cách khác biệt phát biểu khác. Hai lệnh này là tương đương. GBE tức là nhảy nếu nhỏ hơn hoặc bằng. Tương đương với nhảy nhỏ hơn hoặc bằng là nhảy nếu không lớn hơn. Tương tự như vậy chúng ta có nhóm các lệnh nhảy dựa trên phép so sánh các số có dấu. Thì chúng ta cũng có các lệnh nhảy khi bằng 0. Chúng ta có lệnh nhảy nếu như lớn hơn, nhảy nếu lớn hơn bằng, nhảy nếu nhỏ hơn và nhảy nếu nhỏ hơn bằng. Thì cách phát biểu nó sẽ đi một cặp với nhau. Chúng ta có dạng đi một cặp với nhau. Tương tự như là trường hợp số không dấu. Ví dụ như chúng ta so sánh số nguyên chẳng hạn thì rõ ràng là chúng ta có so sánh cả trường hợp có dấu. Còn ví dụ tôi so sánh ký tự chẳng hạn thì chúng ta chỉ so sánh dựa trên phép so sánh số không dấu thôi. Bây giờ chúng ta lấy một vài ví dụ. Và trong cái ví dụ này thì đưa ra cái cấu trúc viết trong thuật ngữ mà tương ứng với các cái cấu trúc phổ biến ở trong ngữ gốc cao. Và cái ví dụ này là trường hợp mà chúng ta sẽ tìm cách diễn đạt cấu trúc nhảy bằng lệnh if trong ngữ gốc cao. Thì ở đây chúng ta thấy là tôi có đoạn chương trình viết bằng C hoặc là Java. Cái đoạn chương trình này là đi xác định giá trị lớn hơn trong hai số AB và số lớn hơn đó tôi sẽ chứa vào biến m. Thì đây là trường hợp viết bằng hợp ngữ và chúng ta dùng phép so sánh hai số không dấu. Ở ngôn ngữ cấp cao tôi dùng biến A, biến B, biến M. Thì trong này tôi dùng biến Ava, Beva và Mva. Vậy đầu tiên là tôi sẽ lấy Ava chép vào thành dãy AX. Sau đó tôi so sánh AX với biến B. Là vì lý do là chúng ta không thể so sánh trực tiếp hai ô nhớ. Sau khi so sánh xong thì tôi sẽ kiểm tra điều kiện. Nhảy nếu lớn hơn bằng. Khi mà AX lớn hơn bằng Beva, có nghĩa là A lớn hơn B đó, thì chúng ta sẽ chuyển điều khiển đến nhánh else. Và trong này thì chúng ta sẽ đi chép thanh ghi AX vào trong biến M.
vì a lớn b mà, vì a va lớn b va, cho nên chúng ta sẽ chép ax vào trong m. Ngược lại tức là nếu mà phép so sánh này sai, so sánh sai có nghĩa là m đúng là nhỏ hơn b, thì chúng ta sẽ lấy biến b chép vào ax và cuối cùng vẫn chép lấy ax chép vào biến m. Bây giờ chúng ta xét cái trường hợp viết lệnh bằng cách là sử dụng phép so sánh số có dấu, thì chúng ta sẽ dùng số có dấu trong trường hợp m là biến nguyên, ví dụ như vậy. Thì ở đây cách làm tương tự, chỉ khác là lệnh điều kiện nhảy theo điều kiện đó, thì chúng ta dùng cái dạng lệnh là đối với số có dấu thôi, tức là GGE nhảy nếu lớn hơn hoặc bằng, và cách tương tự như vậy. Thì từ đây ta rút lên một cái điều gì? Chúng ta thấy là cái lệnh nhảy đây nè, nhảy nếu lớn hoặc bằng, thì cái lớn hoặc bằng có nghĩa là cái điều kiện mà mình nhảy đây nè là nó ngược lại với điều kiện mà chúng ta viết trong ngôn ngữ cấp cao. Vì sao như vậy? Trong ngôn ngữ cấp cao ta viết thế này, thì sau khi thực được điều kiện này đúng thì chúng ta thực hiện lệnh m bằng b. Tuy nhiên trong hợp ngữ đó, nếu điều kiện đúng mà chúng ta đi nhảy đến cái lệnh ngay sau đó thì nó không đẹp. Thường nhảy là chúng ta chỉ nhảy đến cái lệnh ở xa thôi. Vì thế cho nên cái lệnh mà viết sau lệnh nhảy đó, thì thường nó sẽ tương ứng với trường hợp điều kiện ngược lại với điều kiện người ta phát biểu ở đây. Đó là lý do tại sao chỗ này tôi viết là GAE nhảy lớn hơn bằng, có nghĩa là cái điều kiện này chúng ta thấy là nó ngược với này. Vậy nếu ngược lại thì tôi phải làm cái lệnh tương ứng với trường hợp ngược lại. Đó là trường hợp B lớn A. Để cái lệnh nhảy này nó hợp lý, nhảy sai. Tương ứng như vậy bên này. Vậy từ đây chúng ta suy ra là gì? Ta suy ra là cái mẹo để khi mà chúng ta viết cái cấu trúc if bằng hợp ngữ đó, thì cái điều biểu thức điều kiện trong ngôn ngữ cấp cao chúng ta dùng là cái gì thì nó nhảy nếu lớn hơn bằng. Ở đây là m nhỏ hơn b, thì ở hợp ngữ chúng ta sẽ viết điều kiện ngược lại, tức là nhảy nếu như lớn hơn hoặc bằng. Chúng ta xem cái ví dụ khác. Đoạn chương trình C bên trái cho bx bằng 0 nếu ax bằng 0 thì bx bằng 10. Rồi sau đó thì chúng ta, trong cả hai trường hợp thì chúng ta đều tăng lên bx, tăng thêm 1. Bây giờ viết bằng hợp ngữ, để cho bx bằng 0 thì chúng ta xor bx với bx. Chúng ta đi kiểm tra xem ax có bằng 0 hay không, thì thay vì là viết cmp ax với ax thì tôi viết là or ax, or ax với chính nó. Vì nếu ax bằng 0 thì cái cờ 0 nó bật lên. Và đây chúng ta là GNZ nhảy nếu như không bằng 0. Nhảy nếu, ta để ý là cái lệnh nhảy chỗ này điều kiện tôi viết nó ngược với điều kiện đây. Nhảy nếu không bằng 0. Nếu không bằng 0 thì tôi tăng bx. Còn nếu bằng 0 thì sao? Bằng 0 thì tôi tăng, tôi cho bx bằng 10 và sau đó tôi cũng tăng bx lên, tức là nó tương đương với cấu trúc mà chúng ta viết bên nguồn C. Ta để ý là điều kiện nhảy thì nó ngược với cái điều kiện mà chúng ta viết trong biểu thức của ngữ cao. Giống như chúng ta đã phát biểu trong các cái ví dụ ở slide trước. Ở đây là một ví dụ khác. Nếu AL lớn chữ A và AL nhỏ chữ Z thì AL bằng A cộng 32. Ở đây thực chất là lệnh kiểm tra xem AL có phải là một cái ký tự là chữ hoa hay không. Nếu là chữ hoa thì chúng ta đổi sang chữ thường bằng cách cộng AL với 32. Mã của chữ thường. Ta đã biết là trong bộ mã ASCII thì mã chữ thường lớn hơn mã chữ hoa là 32. Thì đoạn chương trình này chính là đoạn chương trình chuyển ký tự trong AL từ chữ hoa thành chữ thường. Bây giờ viết bằng hợp ngữ. Thì các em thấy ở đây. So sánh AL với chữ A. GB out of range. Out of range có nghĩa là nằm ngoài phạm vi chữ hoa đó. Nếu nhỏ hơn thì tức là nằm ngoài phạm vi rồi, thì tôi nhảy đến nhãn out of range. Bây giờ nó xuống được đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là AL đã lớn A rồi, thì chúng ta mới kiểm tra tiếp là so sánh AL Z nhảy nếu lớn hơn, có nghĩa là thỏa điều kiện này rồi, tuy nhiên là không thỏa điều kiện này, tức là AL nó nằm lớn hơn Z thì chúng ta cũng không làm gì hết. Còn ngược lại chúng ta sẽ cộng AL với 32. Một ví dụ khác, chúng ta xem cái chương trình ngôn ngữ cấp cao trước. Nếu AX lớn BX thì AX bằng AX trừ BX. Ngược lại thì BX bằng BX trừ AX.
Đây chính là cái phần code trong cái vòng lặp ước số chung lớn nhất của hai số AB. Bây giờ đoạn chương trình tương đương với bằng hợp ngữ, chúng ta so sánh AX với BX. Nhảy nếu nhỏ hoặc bằng, chúng ta để ý là cái phát biểu này nó, cái điều kiện của nó đó, nó ngược với điều kiện đây. Nhảy nếu hơn nhỏ hơn bằng có nghĩa là nó sẽ nhảy đoạn này. Như vậy thì nhảy nhỏ hơn bằng thì chúng ta trừ BX DIX, đây, trừ BX DIX. Còn ngược lại thì chúng ta trừ AX với BX và chúng ta cũng nhảy đến nhãn kết thúc. Tức là trong hai cả hai trường hợp đều nhảy đến nhãn kết thúc là tương ứng với AND IF như này. Chúng ta vừa lấy một loạt các ví dụ để diễn tả một cái cấu trúc IF của ngữ gốc cao bằng hợp ngữ. Bây giờ ta nói về lệnh lúp. Lệnh lúp thì bản chất nó là lệnh nhảy. Và thực ra chúng ta vẫn có thể làm lệnh nhảy, dùng sử dụng lệnh nhảy để làm lúp. Tuy nhiên ở đây người ta tiến thêm một bước nữa, đó là người ta sẽ cho chúng ta có thể viết lệnh lặp, nhưng mà chúng ta không phải can thiệp nhiều vào trong quá trình điều khiển biến. Nó tương tự như là khi chúng ta viết bằng ngôn ngữ C á, thì khi mà chúng ta viết bằng vòng lặp đu hoay chẳng hạn, thì cái biến lặp chúng ta phải điều khiển và chúng ta phải kiểm tra bằng điều kiện để biết là có còn tiếp tục lặp được nữa hay không. Lệnh này nó có ba dạng, đó là lúp, lúp E và lúp NE. Thì lúp E thì nó cũng tương đối lúp Z, hoặc là lúp NE tương đối lúp NZ. Thì cả ba cái vòng lặp này thì nó đều lặp dựa trên giá trị của CX. Như vậy có nghĩa là trước vòng lặp thì chúng ta phải khởi tạo giá trị CX, rồi khi gặp lệnh lúp thì chương trình sẽ tự động giảm CX đi 1, rồi sau đó kiểm tra CX với lại giá trị 0. Nếu chưa bằng 0 thì tiếp tục lặp. Lúp E hoặc lúp Z thì giảm CX đi 1. Là nếu CX còn khác 0 và C0 còn bằng 1, GZ còn bằng 1 thì tiếp tục nhảy. Ngược lại trường hợp cuối cùng thì xét thêm điều kiện C0, tuy nhiên trong trường hợp này là C0 bằng 0. Chúng ta sẽ lấy ví dụ, chúng ta xây dựng một cái vòng lặp, cái cấu trúc lặp tương ứng với cấu trúc đu hoay. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là lúp, nhưng mà chúng ta dùng lặp theo điều kiện. Rồi chúng ta sẽ dùng lúp Y, và lát nữa chúng ta sẽ có một cái ví dụ về lúp NY. Thì cái bài toán ở đây là chúng ta tìm phần tử đầu tiên khác không, khác không trong một dãy các giá trị. Rằng cái dãy giá trị này là giá trị kiểu bài. Cái mảng này tôi đặt tên là B array. Thế thì vì ở đây chúng ta cũng làm vòng lặp, cho nên trước hết là chúng ta cũng phải tuân thủ theo cấu trúc của một vòng lặp, đó là chúng ta cho CX giá trị là số phần tử và chúng ta cũng dùng lệnh lúp. Tuy nhiên là lúp trong trường hợp này chúng ta sử dụng lúp Y, tức là lặp trong khi còn bằng. Còn bằng là cái gì bằng? Hai phần tử còn bằng nhau. Khi hai còn phần tử còn bằng nhau thì CZ bật lên. Lúp Y. Khi CX còn khác không nha, và hai giá trị còn bằng nhau. Vì giá trị còn bằng nhau nên CZ còn bật lên. Vậy nếu mà xảy ra một trường hợp mà làm cho CZ hạ xuống thì điều kiện sai và vòng lặp sẽ dừng lại. Thế trong trường hợp này là chúng ta đi so sánh cái giá trị của từng phần tử với số 0. Nếu vẫn còn bằng 0 thì CZ vẫn còn bật lên và vòng lặp tiếp tục thực hiện. Thì ở đây có cái lưu ý, đó là khi chúng ta bắt đầu lệnh lặp thì ESI được gắn với giá trị của -1, có nghĩa là ESI nó trỏ đến cái phần tử ngoài lệnh, ngoài cái mảng này. Vì sao? Vì lệnh INC nó sẽ được viết trong vòng lặp. Để làm gì? Để lệnh so sánh đầu tiên là tôi so sánh phần tử đầu tiên với lại 0, tức là phần tử này. Cho nên tôi phải khởi tạo ESI bằng -1 trước lệnh lặp. Khi vào lệnh lặp tôi tăng ESI lên thì phần tử đầu tiên sẽ được so sánh. Chúng ta không có lệnh này, chúng ta khởi tạo ESI bằng 0, có nghĩa là đầu tiên thì cái này sẽ bằng 0. Và như vậy trong vòng lặp chúng ta tăng lên thì nó sẽ trật mất phần tử đầu tiên mất. Nó sẽ skip vào phần tử thứ hai. Tuy nhiên nếu tôi đưa INC ra đằng sau CMP thì không được. Là vì lúc đầu chúng ta có nói đó, là cái lệnh nhảy này nè, là nó xét dựa trên cờ. Thì chính lệnh này có khả năng là nó làm thay đổi cờ. Cho nên tôi không viết lệnh này nằm ở sau CMP, mà lệnh lúp luôn luôn phải được viết ngay trực tiếp ngay sau CMP. Để đảm bảo nên tôi phải viết trước. Và chính vì tôi viết trước cho nên tôi phải khởi tạo ESI với giá trị là -1. Ví dụ kế tiếp là ví dụ trường hợp mà chúng ta sử dụng lệnh lúp NI. Ví dụ đầu tiên là lúp Y, tức là lặp trong khi còn bằng. Lúp NI tức là lặp trong khi còn khác
Và cái bài toán mà chúng ta minh họa ở đây là chúng ta đi tìm một cái phần tử đầu tiên trong dãy có giá trị bằng AL. Có nghĩa là khi chưa thấy bằng AL thì tiếp tục lập và dừng lại khi thấy bằng AL. Thì cấu trúc chúng ta thấy y hệt như vòng lặp lần trước, chỉ khác đó là chúng ta thay vì định lập lúc y bằng lúc ni, và cái giá trị so sánh không phải giá trị không mà giá trị so sánh là giá trị AL. Rồi tức là trong khi mà nó không, trong khi không bằng thì cờ zero sẽ hạ xuống, và cờ zero hạ xuống thì tiếp tục lặp, khi bằng thì cờ zero bật lên và điều kiện sai vòng lặp này dừng lại. Rồi chúng ta vừa lấy hai ví dụ tương ứng với hai trường hợp sử dụng lệnh lúp y và lệnh lúp ni. Chúng ta dùng lúp y trong trường hợp cái cấu trúc của mình là lặp trong khi còn bằng, và dùng lúp ni khi mà chúng ta lặp trong khi khác. Và tới đây là chúng ta kết thúc phần trình bày về cấu trúc lệnh chuyển điều khiển, và chúng ta đã giới thiệu một loạt các cái cấu trúc hợp ngữ tương ứng với các cái cấu trúc điều khiển trong một gấp cao, đó là if hoặc là for hoặc là do while.